rồi, Vũ mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ở đây có một chiếc Phước Long 6 với chiếc xà lan đang chạy vượt lên nè các bạn. Đây là vượt lên, chiếc này giờ mới vượt lên chiếc Phước Long xong thôi xong nha. Đây là chiếc Phước Long 6 nè. Phước Long 6 bữa nay chở thùng như thấy cũng hơi ít hay lưng hay các bạn. Rồi, để tới mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Chiếc này chạy rất nhanh lắm nha. Chiếc này nhỏ các bạn ơi, ra tầm 1000 tấn đổ lại ha. Chiếc máy đạp nghe cũng phê lên nha các bạn. Chiếc này mặn nước 2m7 nha các bạn, 2m7 à. Chiếc này bề dài tầm cũng cả 35 tấn, 35m ha, bề dài khoảng 35m. Thân mới năm 2002 luôn nha các bạn. Bơm mà đã không? Chiên hàng khô. Đi giao hàng về nha các bạn. Rồi, coi chiếc Phước Long nó tới đâu rồi. Rồi, tới cầu luôn nha các bạn. Khủng long nè, khủng long xà lan. Các bạn biết không, mấy chiếc của Phước Long á thì cái mặn nước của nó cao hơn cái của Tân Cảng nha các bạn. Cái của Tân Cảng thường thường là 4m nha, 4m2. Hồi nãy quay chiếc Phước Long mấy mình quên rồi, nhưng mà nó tới 5m nha các bạn, mặn nước 5m lận. Còn chiếc này chắc cả 5m nữa quá. Hồi chiếc này 4m2 luôn hả? Hồi chiếc này có 4m2 các bạn ơi. Nhưng mà chiếc này chở cảm giác nổi ghê luôn nha. Nổi nó cao lên trên lắm. Còn có chiếc Tân Cảng đa số bằng đồng là nó khẩm nha. Chở nó khẩm nhiều. Vẫn là bề dài 5 thùng, bề ngang 5 thùng nha các bạn. Nhưng mà cái này chắc hơi thấp nè. Còn một thùng nữa mới đúng nha các bạn. Cái này vậy là mới có 3 lớp nha các bạn. Mới có 3 lớp à. Đóng mới năm 2017 luôn nha. Nổi lên cao quá rồi, nhìn các bạn thấy bánh lái nè. Bánh lái đưa lên cao nha. Kiểu đang nổi các bạn. Chả bao nhiêu đâu mà còn nổi nha, kiểu chắc này chắc thùng không không quá. Đúng ra này lên lớp nữa các bạn, nhưng cái này là thùng không không có gì. Cái này mấy chiếc này thường thường mà chả đủ tải các bạn, đi nứt rồng á, nứt rồng chạy tiếng máy đạp ngập lắm. Nghe tiếng máy là nhức nách luôn á. Mấy chiếc này thì lớn nha các bạn, mấy chiếc này tầm 70 mấy mét hết rồi, 7 mấy gần 80 mét nha. Đó, bề ngang thì cũng cả 15-16 mét nha các bạn. Đây rất là lớn luôn. Đang chạy hai động cơ luôn nha. Hai động cơ đang chạy luôn nè. Bên kia nè. Đó. Rồi, lại cho khác qua tiếp nha các bạn, nó lên trên đây khúc này lại đi ngược sáng rồi. Sáng hay khó quay nha. Chiếc này đi giao cát về nè các bạn. Mặn nước 4m luôn nha. Đang mới năm 2000 luôn các bạn. Chiếc này có Sài Gòn nè.
khi mà giao hàng xong rồi nó nổi lên các bạn, nổi lên nhìn rất cao luôn nha, rất cao luôn. Thả cái anh Ti tàn chơi ha. Ở đây có một chiếc xà lan chở hàng khô đi xuống nè các bạn. Chiếc kế bên là chiếc ghe cây đang đua với xà lan nè. Ghe cây cặp mắt cũng ngầu ghê ha. Ghe lá chừng nè. Chân máy của xà lan nạp lớn lắm các bạn, nạp rất lớn luôn nha. Chiếc xà lan chở hàng khô này của Tiền Giang mình luôn nha các bạn. Chiếc này của Tiền Giang luôn nè. Mặn nước 3.8 luôn nha. Chở đủ tải luôn các bạn. Chiếc này đóng mới năm 2016 nha các bạn. Cái máy nạp rồi đã không? Chạy rất nhanh luôn các bạn ơi. Chế là con tầm cũng trên 1.500 tấn nha các bạn. Đó, trên 1.500 tấn rồi nha. Chiếc này bề dài ta cũng cỡ từ giá gần 60m các bạn. Chứ gần 60m nha, bề ngang ta cỡ 10m nha, 11m vậy đó. Xà lan Sài Gòn chở hàng khô. Chỉ là mặn nước 3.4 nha các bạn. Mặn nước 3.4 luôn nha. Ồ, đóng mới năm 2022 luôn các bạn. Quá mới luôn nha. Đi tiếng máy nghe đã luôn. Xà lan chở dầu, tiếng máy nghe cái tê rồi nè. Của An Giang luôn nha các bạn. Chiếc này cabin ha, cabin mũi cabin lái là coi như là muốn hết chiếc xà lan luôn. còn khoảng giữa nha. Nó chơi chứ cái cabin nó nằm trên, còn cái dầu mình chứa dưới hầm mà ha. Xăng dầu chứa dưới hầm mà. Chứ là đóng mới năm 2001 thôi nha các bạn. Già dữ lắm rồi. Máy nghe đã không? Này là hai máy luôn nha. Hai máy luôn. Chưa, máy cà phê chưa? Chứ đi qua Đồng Tháp luôn nha.
Ở đây đường thẳng thì anh em chạy ga nó hơi lớn các bạn, mạng nước là 2m7 nha. Cái mạng nước, cái mức cho phép của nó là chở, mức tải của nó là tới lương luôn các bạn. Đi nhắc nhanh luôn, xuồng có bơi xích anh sao đã thiệt. Đây có chiếc xà lan bự nè các bạn. Đúng là chiếc này mình đoán là đi giao cát về đó các bạn. Nhưng mà chiếc này sao mà nó còn chở hàng hay sao mà nhìn thấy con khẩm các bạn ơi. Con khẩm nha. Nên là không biết chở cái gì nha các bạn. Chiếc này thì be hộp nhìn rất đẹp luôn nha. Y như là mấy chiếc đi chở đi giao cát vậy đó. Bằng đông là mấy chiếc này là chở cát các bạn. Nhưng mà bây giờ là chở cái gì không biết nha. Hay là đang xúc, hay là đang rửa, hay là đang làm gì, đang chở gì có ít ở trong á. Hay là giao nữa, còn nữa về giao chỗ khác á các bạn. Bạn coi cái ống bơm nước vô nè. Thấy ống bơm nước vô không? Chà bá lửa nha. Chứ này có bánh tre luôn nha các bạn. Mặn nước 3m2 nha các bạn. Mà nó 3m2 mà lớn ghê. Chiếc này khá đẹp đó các bạn ơi.